hướng dẫn doanh nghiệp thiết lập luồng ký hợp đồng điện tử Viettel. 1. Lập hợp đồng chọn tệp từ máy. Bước 1. Chọn menu chính hợp đồng của tôi. Bước 2. Chọn menu chức năng lập hợp đồng. Bước 3. Chọn cách lập hợp đồng, từ file PDF upload lên hoặc lập từ mẫu đã đăng ký. Bước 4. Chọn file PDF cần upload hoặc chọn mẫu để tạo hợp đồng. Bước 5. Nhập các thông tin chung của hợp đồng, tên, mã, loại hợp đồng. Bước 6. Thiết lập các bên ký kết. Chọn các bên tham gia ký kết, để thêm một bên ký kết phải nhập đúng số giấy tờ mã số thuế của bên tham gia ký kết, hệ thống hiển thị tên chủ thể cho người dùng chọn. Thiết lập thứ tự ký, nhập thứ tự ký cho từng chủ thể ở cột đầu tiên thứ tự ký, có thể thiết lập ký song song bằng cách đặt thứ tự ký của các chủ thể bằng nhau. Bước 7. Thiết lập luồng phê duyệt ký duyệt của nội bộ bên lập nếu bên lập tham gia ký kết. Thêm người vào luồng phê duyệt ký duyệt bằng gõ tên, email của người dùng cần thêm. Hệ thống hiển thị các người dùng phù hợp với nội dung nhập vào để người lập chọn. Thứ tự duyệt ký là cố định và lần lượt người dùng thêm vào trước luôn phê duyệt trước, người cuối cùng của luồng thực hiện chức năng ký duyệt. Bước 8. Click nút thực hiện luồng ký. Hệ thống sẽ thực hiện trình ký hợp đồng và chuyển hợp đồng cho các bên tham gia ký kết. 2. Lập hợp đồng theo lô. Bước 1. Truy cập hợp đồng của tôi. Hợp đồng tôi lập. Thêm mới lô. Bước 2. Thực hiện chọn mẫu hợp đồng áp dụng theo lô. Bước 3. Thiết lập thông tin và cấu hình cho lô. Tại thông tin mẫu tạo lô, người dùng thực hiện tải file Excel mẫu mà hệ thống đã thiết lập sẵn theo mẫu hợp đồng dạng doc của doanh nghiệp và điền các thông tin yêu cầu trong file Excel và tải file Excel đó lên hệ thống. Tại cấu hình luồng ký theo lô, thực hiện chọn người phê duyệt, ký áp dụng xuyên suốt cho lô hợp đồng này. Tại thiết lập cấu hình chân ký, đã thiết lập theo mẫu hợp đồng chọn ban đầu. 3. Lập hợp đồng chọn từ mẫu. Mục đích, tạo hợp đồng bằng cách chọn từ mẫu có sẵn của hệ thống, người dùng chọn mẫu hệ thống bay các thông tin cần điền. Sau khi điền thông tin sẽ xuất file hợp đồng để thực hiện ký. Điều kiện, người dùng có quyền thao tác ở đơn vị. Các bước thực hiện. Bước 1. Tại màn hình trang chủ, bấm chọn hợp đồng của tôi, lập hợp đồng, chọn nút chọn từ mẫu. Bước 2. Hệ thống hiển thị pop-up chọn mẫu hợp đồng. Người dùng thao tác chọn mẫu đã có bấm lưu. Bước 3. Sau khi chọn mẫu thành công, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung. Trong đó, 1. Nhập thông tin chung, bao gồm mẫu hợp đồng, hiển thị tên mẫu hợp đồng đã chọn ở bước 1. Loại hợp đồng, hiển thị loại hợp đồng của mẫu đã chọn. Tên hợp đồng phụ lục, đây là tên của hợp đồng đang lập, bắt buộc nhập. Mã hợp đồng phụ lục, đây là mã của hợp đồng đang lập, bắt buộc nhập, không được nhập trùng, không có khoảng trắng. 2. Danh sách tệp đính kèm, tải các tệp đính kèm. Chỉ chấp nhận tập tin PDF và tập tin hình ảnh JPG, PNG, bitmap. 3. Các bên ký hợp đồng, thiết lập các bên thực hiện ký kết hợp đồng, có một bên lập và nhiều bên khách hàng. Phải có ít nhất một đối tượng ký hợp đồng. Nhập đúng số giấy tờ mã số thuế của bên ký kết để hệ thống xác nhận thông tin. 4. Thiết lập luồng duyệt ký hợp đồng nội bộ, yêu cầu thiết lập thành viên trong nội bộ thực hiện ký, sẽ có nhiều người duyệt nhưng chỉ có một người ký. Nhập đúng email để xác nhận thông tin thành viên. Bước 4. Sau khi điền thông tin và thiết lập luồng ký ở bước 2, bấm tiếp theo, chuyển đến màn hình điền nội dung hợp đồng. Hệ thống tự động bay thông tin theo mẫu cấu hình, người dùng thực hiện điền thông tin hợp đồng tại cột giá trị của bảng tại tab điền thông tin và tính toán. Bấm quay lại để chuyển bước 2. Sau khi điền thông tin bấm tiếp theo để đến bước 4. Bước 5. Hiển thị màn hình xem trước hợp đồng. Trong đó, 1. Thông tin chung của hợp đồng đã nhập ở bước 2, có thể chỉnh sửa. 2. Xem trước hợp đồng, đây là bản xem trước hợp đồng đã được map từ file mẫu của mẫu và các giá trị thông tin điền ở bước 2. 3. Nút chọn hợp đồng khác bấm vào để thực hiện chọn hợp đồng khác, thay đổi hình thức lập hợp đồng sang chọn tệp từ máy. 4. Nút chọn từ mẫu khác bấm vào để thực hiện chọn mẫu khác. 5. Nút quay lại, bấm để quay lại màn hình bước 2. 6. Nút lập hợp đồng, bấm để thực hiện lập hợp đồng. Bước 6. Click nút thực hiện luồng ký. Hệ thống sẽ thực hiện trình ký hợp đồng và chuyển hợp đồng cho các bên tham gia ký kết. 4. Chỉnh sửa hợp đồng. Mục đích, chỉnh sửa hợp đồng đã lập ở trạng thái nháp. Điều kiện, người dùng có quyền thao tác ở đơn vị. Các bước thực hiện. Bước 1. Tại menu danh mục hợp đồng của tôi. Chọn hợp đồng tôi lập. Hệ thống hiển thị màn hình hợp đồng tôi lập. Bước 2. Chọn hợp đồng và bấm nút chỉnh sửa. Tùy hợp đồng được chọn lập theo hình thức chọn tệp từ máy hay chọn từ mẫu, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình tương ứng. Nếu chọn tệp từ máy, chuyển màn hình bước 3.
Nếu chọn từ mẫu, chuyển đến màn hình bước 1. Bước 3, các bước tiếp theo tương tự khi lập hợp đồng. 5. Sao chép hợp đồng. Mục đích: sao chép một hợp đồng đã có thành hợp đồng mới, cho phép clone thông tin của hợp đồng được sao chép để chỉnh sửa. Điều kiện: người dùng có quyền thao tác ở đơn vị. Các bước thực hiện. Bước 1, tại menu danh mục hợp đồng của tôi, chọn hợp đồng tôi lập. Hệ thống hiển thị màn hình hợp đồng tôi lập. Bước 2, chọn hợp đồng và bấm nút sao chép. Tùy hợp đồng được chọn lập theo hình thức chọn tệp từ máy hay chọn từ mẫu, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình tương ứng. Nếu chọn tệp từ máy, chuyển màn hình bước 3 và có nút chọn tệp từ máy để chọn file hợp đồng. Nếu chọn từ mẫu, chuyển đến màn hình bước 1, các thông tin ở màn hình bước 1 và màn hình bước 2 được giữ nguyên như sao chép. Bước 3, các bước tiếp theo tương tự khi lập hợp đồng. 6. Hướng dẫn cấu hình chân ký khi lập hợp đồng. Bước 1, truy cập hệ thống, vào menu hợp đồng tôi lập. Lập hợp đồng, hệ thống hiển thị màn hình lập hợp đồng, chọn nút chọn tệp từ máy. Bước 2, hệ thống hiển thị pop-up chọn tệp từ máy, người dùng chọn tệp để update, tệp ở định dạng PDF và không quá 10 MB. Bước 3, sau khi tải file thành công, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chung, trong đó 1. Nhập thông tin chung. Mẫu hợp đồng, hiển thị tên mẫu hợp đồng đã chọn ở bước 1. Loại hợp đồng, hiển thị loại hợp đồng của mẫu đã chọn. Tên hợp đồng phụ lục, đây là tên của hợp đồng đang lập, bắt buộc nhập. Mã hợp đồng phụ lục, đây là mã của hợp đồng đang lập, bắt buộc nhập, không được nhập trùng, không có khoảng trắng. 2. Danh sách tệp đính kèm, tải các tệp đính kèm. Chỉ chấp nhận tập tin PDF và tập tin hình ảnh JPG, PNG, bitmap. 3. Các bên ký hợp đồng, thiết lập các bên thực hiện ký kết hợp đồng, có một bên lập và nhiều bên khách hàng. Phải có ít nhất một đối tượng ký hợp đồng. Nhập thông tin email, số điện thoại, tên khách hàng, số giấy tờ của bên ký kết để hệ thống suggest thông tin. 4. Thiết lập luồng duyệt ký hợp đồng nội bộ, yêu cầu thiết lập thành viên trong nội bộ thực hiện ký, sẽ có nhiều người duyệt nhưng chỉ có một người ký. Nhập email tên để suggest thông tin thành viên. Bước 4. Sau khi điền thông tin và thiết lập luồng ký ở bước 1, bấm tiếp theo chuyển đến màn hình. Trong đó, 1. Thông tin chung của hợp đồng đã nhập ở bước 2, có thể chỉnh sửa. 2. Xem trước hợp đồng. Đây là bản xem trước hợp đồng đã upload. 3. Nút chọn hợp đồng khác. Bấm vào để thực hiện chọn hợp đồng khác để thay thế hợp đồng đã upload ở bước 1. 4. Nút chọn từ mẫu khác. Bấm vào để thực hiện chọn mẫu khác để thay đổi hình thức lập hợp đồng sang chọn từ mẫu. 5. Nút quay lại. Bấm để quay lại màn hình bước 2. 6. Nút lập hợp đồng. Bấm để thực hiện lập hợp đồng. 7. Nút cấu hình chân ký. Chuyển sang màn hình cấu hình chân ký. 8. Nút mở rộng vùng văn bản. Bước 5. Bấm nút cấu hình chân ký để mở màn hình cấu hình chân ký. Người dùng bấm icon để thêm chân ký, bấm vào sẽ hiển thị khung chữ ký, thực hiện di chuyển và thả để chọn vị trí chân ký. Chân ký sau khi thiết lập. Để thay đổi vị trí chân ký, có thể di chuột vào khung chân ký và thực hiện kéo thả. Để xóa cấu hình chân ký, bấm icon để xóa cấu hình chân ký. Bước 6, click nút lập hợp đồng. Hệ thống sẽ thực hiện trình ký hợp đồng và chuyển hợp đồng cho các bên tham gia ký kết. 7. Thực hiện luồng ký hợp đồng. Sau khi đã soạn thảo hoàn tất một hợp đồng, người lập chuyển hợp đồng đến các bên ký kết bằng chức năng thực hiện luồng ký. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, chọn menu chính hợp đồng của tôi. Bước 2, chọn menu chức năng hợp đồng tôi lập. Bước 3, click icon thực hiện luồng ký của hợp đồng cần chuyển. Bước 4, click đồng ý để xác nhận chuyển xử lý hợp đồng. 8. Ký hợp đồng. Mục đích: sử dụng cho người dùng có yêu cầu cần ký hợp đồng. Các bước thực hiện. Bước 1, hợp đồng của tôi. Hợp đồng chờ ký duyệt. Xem chi tiết. Bước 2, từ màn hình xem chi tiết tài liệu chọn ký. Chọn vị trí ký. Lưu ý, người dùng có thể thực hiện ký theo lô cho các hợp đồng chưa được ký. 8.1. Ký bằng USB token. Cách 1. Sử dụng ảnh chứng thư số đã đăng ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký USB token. Chọn chứng thư số, nhấn tiếp theo. Tab ảnh đã đăng ký, nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Cách 2. Vẽ ảnh chữ ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký USB token. Chọn chứng thư số, nhấn tiếp theo. Tab vẽ chữ ký thực hiện di chuột để vẽ chữ ký mong muốn.
nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. Cách 3. Tải ảnh mới. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký USB token. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab tải ảnh mới lên, nhấn chuột vào ô chữ nhật để tải ảnh mới cho phương thức ký đã chọn. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. 8.2. Ký bằng CCA. Cách 1. Sử dụng ảnh chứng thư số đã đăng ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký CCA. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab ảnh đã đăng ký. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Cách 2. Vẽ ảnh chữ ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký CCA. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab vẽ chữ ký, thực hiện di chuột để vẽ chữ ký mong muốn. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. Cách 3. Tải ảnh mới. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký CCA. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab tải ảnh mới lên, nhấn chuột vào ô chữ nhật để tải ảnh mới cho phương thức ký đã chọn. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. 8.3. Ký bằng Cloud CA. Cách 1. Sử dụng ảnh chứng thư số đã đăng ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký ký số từ xa. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab ảnh đã đăng ký. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Cách 2. Vẽ ảnh chữ ký. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký ký số từ xa. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab vẽ chữ ký, thực hiện di chuột để vẽ chữ ký mong muốn. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. Cách 3. Tải ảnh mới. Tại màn hình ký số hợp đồng, chọn phương thức ký ký số từ xa. Chọn chứng thư số. Nhấn tiếp theo. Tab tải ảnh mới lên, nhấn chuột vào ô chữ nhật để tải ảnh mới cho phương thức ký đã chọn. Nhấn tiếp theo. Click để chọn vị trí hiển thị ảnh ký trên hợp đồng. Nhấn ký để thực hiện ký thành công. Hệ thống thông báo ký hợp đồng thành công để hoàn thành thao tác ký. 9. Hợp đồng số hóa. Mục đích: sử dụng cho người dùng có yêu cầu quản lý các hợp đồng giấy upload lên trên phần mềm hợp đồng điện tử để lưu trữ số hóa. Các bước thực hiện. Bước 1. Thực hiện truy cập quản lý hợp đồng, hợp đồng số hóa. Bước 2. Tạo thêm mới. Người dùng điền đầy đủ các trường thông tin sau: loại hợp đồng gốc nếu có, tên hợp đồng, mã hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực. Chọn tải file lên phần mềm, hệ thống nhận các định dạng file doc, PDF, RAR và dung lượng không quá 10 MB. Người dùng có thể upload nhiều file theo một bộ hợp đồng và thực hiện lập hợp đồng. Bước 3. Sau khi upload hợp đồng giấy lên phần mềm thành công, người dùng có thể thực hiện các thao tác xem, sửa, tải, xóa và dễ dàng tìm kiếm hợp đồng theo các thông tin thiết lập ban đầu. 10. Hợp đồng cần xác nhận. Mục đích: sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp ký bằng chứng thư số trước, bên nhận hợp đồng ký bằng OTP sau và cần doanh nghiệp xác nhận ký lại một lần nữa để đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng. Các bước thực hiện. Bước 1. Thực hiện truy cập hợp đồng của tôi. Hợp đồng cần xác nhận. Bước 2. Thực hiện xem chi tiết. Người dùng kiểm tra lại hợp đồng và số chữ ký OTP trên hợp đồng cần xác nhận. Bước 3. Thực hiện ký xác nhận. Thực hiện đăng ký phương thức ký. Người dùng chọn chứng thư số để thực hiện ký. Sau khi doanh nghiệp ký xác nhận thành công, hệ thống sẽ trả về kết quả hợp đồng ở trạng thái hoàn thành và có giá trị.